mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Sơn Cà Phê Phân Khối Lớn. Và trước mặt anh em đây nhá, đang là một sản phẩm mới đang được thiết kế tại Moto Tân Phát. Ốp đầu Suzuki GSX 1000 giờ dành cho Suzuki GSX 150. Anh em thấy có hầm hố không? Đây anh em nhá. Đây là phôi đầu thiết kế anh em nhá. Làm bằng nhựa ABS rất là chắc chắn. Anh em thấy đây này, nhựa ABS này. Đây chỗ này anh em lắp đèn này, ok chưa? Đèn mi ở đây. Chỗ này lắp đèn anh em nhá. Đây là đèn mi. Đấy. Anh em nhìn đi. Phê chưa? Đây chỉ là mẫu đầu thiết kế để làm ra một cái khuôn thôi anh em nhé. Còn đâu mà khi mà sản xuất thành một sản phẩm hoàn chỉnh thì nó rất là đẹp. Trang bị lên chiếc xe con GSX giờ 150 của anh em thì nó sẽ biến chiếc xe của anh em, khiến nhiều người nhìn cái wow. Một chiếc GSX 1000 rất là xịn sò. À đây, nó như này anh em nhá. Úi khối, nhìn có giống phân khối lớn chưa anh em? Còn đây nhá, đây là cánh gió. Còn đây là cánh gió đang được thiết kế để nắp cho GSX giờ 150 anh em nhá. Moto Tân Phát chuyên sản xuất những đồ nhựa bằng chất liệu ABS. Không biết những anh em dùng chất liệu này thấy thế nào, nhưng mà phải nói là những anh em đến shop lắp thì lắp rất là ok và sản phẩm rất là bền anh em nhé. Bởi vì nó ngoài độ cứng để giữ form nó còn có độ dẻo nữa. Đây là sản phẩm sắp tung ra thị trường của Moto Tân Phát. Này chúng tôi thiết kế này, khít luôn, mấy ốp zin luôn đấy.